mọi người đây, điều cho em nào. Ờ à. Rồi, đây nè. Em cảm ơn anh Trung nhá. Mình cài rất là nhiều ạ. Thế là anh mang ra giường. Wow. Lên 7k nào. Ai mà này. Ghê, 7k liền. Và chúng ta cùng đến với buổi tổng duyệt cho ngày lễ khai giảng năm học mới. Đẩy view nào. Cảm ơn anh tặng kính cho em, anh dạy nha. Wow, có thể nói là rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, em đi học mà cứ khai giảng mà lại có màn thể hiện này thì tôi nghĩ là cả năm học là những nào nó cũng mà vui vui tươi. Tôi tin tức cập nhật những video hay và nóng nhất ở Việt Nam qua góc nhìn chân thực nhất. Các bạn đừng quên đăng ký kênh Tôi tin tức để cập nhật những video hay mỗi ngày. Nhớ ấn đăng ký và like nha. Xin cảm ơn.